Chương 408 Đao của Tài Nữ Ồ, cô chém đứt được dâu của Vương Khanh ư? Mà Vương Khanh thì chỉ chém rách được một mảnh áo của cô Quả nhiên là hảo đao pháp, hảo đao pháp Thật là nhìn không ra Vương Siêu vừa nghe thấy lời nói ngạm nghễ của cô gái hầm môn này Mắt lập tức sáng lên Tôi bình sinh đã gặp nhiều người dùng binh khí Kiếm của Lâm Đình Phong là một Đại thiết thương của giáo quan quốc nội Lưu Mộc Bảy là hai còn có sát thủ kỳ bá của tư đồ gia ở Hồng Môn nước Mỹ, sử dụng thiếu lâm mai hoa châm cũng xuất thần nhập hóa. Giải ngưu đao của Vương Khanh ở Thái Bạch Tửu Lâu, Hoa Thanh Bang cũng phi thường xuất sắc, nhân đao hợp nhất. Trừ những người đã kể trên ra thì chưa gặp được một ai có thể dùng binh khí mà sử ra linh tính. Không ngờ cô còn trẻ mà có thể sử ra được loại đao xuất thần nhập hóa như thế này. Không biết có thể được kiến thức một phen hay không? Nghe thấy lời này của Vương Siêu, Cô gái trẻ tuổi của Hồng Môn mỉm cười nói Nói tới tuổi trẻ thì cao thủ đệ nhất thiên hạ ngài Vị tết có thể nói tuổi tôi còn trẻ Sao lời nói lại lên mặt dạy đời như thế? Trong lúc cô gái trẻ tuổi của Hồng Môn này mỉm cười Lông mày nhướn lên Tự hồ như trong lòng có chút không vui vì lời nói của Vương Siêu Ngữ khí của Vương Siêu đều luôn như thượng cấp nói với hạ cấp Bên trong còn mang theo ngữ khí giống như trưởng bối với vãn bối Không ai thích người khác ở trước mặt mình mà lên dặm dạy đời cho nên cô gái trẻ tuổi của hồng môn này tất nhiên là khó chịu. Ồ! Vương siêu nghe thấy lời chất vấn này cũng hơi ngây người. Hắn không ngờ rằng dưới uy danh hiển hách của mình, đối phương không ngờ còn dám lên tiếng chống đối, biểu đạt ngữ khí khó chịu một cách rất rõ ràng. Từ sau khi uy vọng của ta giống như mặt trời giữa trưa, bất kể là ai khi đối diện với ta đều cảm thấy căng thẳng, cho dù là có bất mãn thì cũng chỉ giấu ở trong lòng, không dám biểu lộ ra ngoài. Nhưng không ngờ cô gái của hồng mô này lại dám nói thẳng ra Thực sự là gan to như cái đấu Mắt vương siêu không khỏi lại một lần nữa quét lên người cô gái này Cô gái này mặc quần áo màu xanh nhạt Bên ngoài khoác áo tràng bằng vải bông màu trắng Tóc buộc sau gáy Dùng dây buộc màu xanh lục chia thành ba búi Mặt mày thanh tú Sóng mũi và môi đều rất tinh xảo Tạo cho người ta một cảm giác giống như là sĩ nữ thời cổ Có sự điểm tĩnh và phong độ của người trí thức Khiến cho người tinh mắt nhìn thấy trong đầu lập tức lóe lên hai chữ tài nữ vốn là dạng hình tượng tài nữ và khí chất rất điểm tĩnh này không thích hợp một chút nào với thanh đao đang cầm trong tay thử nghĩ mà xem một cô gái yếu ớt tay cầm đao mang sát khí đằng đằng thì là cái dạng ý cảnh gì đây quả thực giống như là nhai dơm nhưng hiện tại lại rất kỳ quái là cô ta ôm trong tay thanh vô cực đao sáng quắc bên trên có vân văn không những không làm hỏng đi ý cảnh của tài nữ ngược lại còn tăng một phần khí khái hiên ngang. Sự yếu ớt của tài nữ và anh khí của nữ kiếm khách xung hợp lại với nhau một cách rất hoàn mỹ, lộ ra sự hòa hợp không gì sánh bằng. Nếu như không ôm thanh đao này, vậy thì sẽ lộ ra sự yếu ớt. Nhưng nếu ôm thanh vô cực đao giống kiếm mà không phải là kiếm, giống đao mà không phải là đao này thì lại lộ ra vẻ quá kiên cường. Hiện tại vừa hay, giảm đi một phần thì lộ ra yếu ớt, tăng thêm một phần thì lại quá kiên cường. Một thanh vô cực đao được cô gái này ôm trong tay, quả thực là có diệu dụng như vẽ rồng điểm mắt, thoáng cái đã khiến cả người cô ta sinh động hơn nhiều. Tốt, tốt. Vương Khanh là nhân đao hợp nhất, còn cô thì là vẽ rồng điểm mắt. Ánh mắt của Vương Siêu giống như điện, vừa nhìn kỹ một cái là nhìn ra môn đạo của cô gái này. Quả thực là tân tú trong hồng môn. Thần thái của cô ta không khác biệt lắm với Mạc Vân Yến của đại quyển bang. Dùng lời khác để nói thì chính là một trong những người ứng cử của võ học đàn đạo Chẳng trách cô đã nói Nếu như có đột phá thì sẽ có tư cách khiêu chiến với tôi Đúng vậy Chỉ cần đột phá với tới đan kình Tay cầm vô cực đao thì cũng có thể vung vẩy trước mặt tôi rồi Có điều nhất trọng công phu đan kình này Là giới hạn của trời và đất Một khi luyện thành chính là một bước lên trời Từ người thành tiên Không phải là dễ đột phá như vậy đâu Lời nói của Vương Siêu đã trực tiếp chỉ ra võ công của cô gái này rốt cuộc đã luyện đời tới mức độ nào còn chuyện cô không vừa lòng lời nói của tôi nói tôi lên mặt dạy đời rất đơn giản đợi khi cô ngồi lên được vị trí của tôi lời nói có lẽ còn lên mặt dạy đời hơn tôi ấy chứ cũng khiến người ta bực bội có điều cô cảm thấy bực bội điều này chứng tỏ trong lòng cô vẫn muốn khiêu chiến tôi cũng có tính cách đấy cái này thì cũng đúng với thân phận của anh thì cũng nên nói những lời như vậy nếu cao thủ đệ nhất thiên hạ mà xưng huynh gọi đệ xưng tỷ gọi muội với chúng tôi thì thực sự là quá nực cười rồi Cô gái thu lại nụ cười, sắc mặt biến thành ngưng trọng. Thân phận quyết định trừng mực của lời nói, cô gái cũng hiểu rõ điều này. Vương siêu cười. Cô xuất thủ đi, để tôi xem xem đao pháp của cô có dư địa để tiến bộ hay không. Cô lần này chẳng phải là muốn tới thăm dò thực lực của tôi sao? Tôi cho cô một cơ hội đấy. Tự mình tới đứng trước mặt cô để cô thử xem thế nào. Thôi thì cũng coi như là đạo đại khách của đường môn chúng tôi đi. Vừa rồi, vương siêu sở dĩ sau khi đánh chết hắc quyền thay quần áo nhưng không bỏ đi mà lại một mình lặng lẽ tới gian ghế lô này nói chuyện với hai chị em của hồng môn là bởi vì hắn lúc trước đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai chị em biết rằng bọn họ là tân tú cao thủ mà hồng môn phái ra cho nên không khỏi cảm thấy hứng thú hồng môn là bang hội lớn đệ nhất trong tổng bộ đại khí đường đường treo một bức họa quyền giang sơn như thử đa kiều ở đại hội đường nhân dân tất cả đều đã biểu lộ ra được thực lực của hồng môn một bang hội lớn như thế này, cao thủ bên trong nhiều như mây, nhưng lại không có một cao thủ đan kình chân chính nào chống đỡ tràng diện. Điều này thực sự là quá quái dị. Hai phu thề tạ phiên phiên và kỳ phủ trần, tuy dựa vào thủ đoạn song tu để có thể vê nạn khí huyết, thể lực rất cường hãn, nhưng chẳng qua chỉ là giả đan. Dạ người này khi bác sát lấy cứng trợ cứng, chưa chắc đã mạnh hơn những cao thủ đỉnh phong, còn chưa tiến vào đan kình như Trần Ngã Dương, Mạc Vân Yến, Vương Khanh, Lâm Đình Phong. Vương Siêu cũng biết rằng trước đó một nhóm nguyên lão hồng môn đã thoái ẩn, năm đó còn được lãnh đạo quốc gia tiếp kiến, bên trong có những nhân vật lợi hại, nhưng nhiều năm như vậy sớm đã mai danh ẩn tích rồi, không ai biết là ẩn cư ở đâu, mà có lẽ là chết rồi cũng nên. Có điều hiện tại, đột nhiên xuất hiện hai chị em này, Vương Siêu rất hoài nghi, hai người này có phải chính là do đám nguyên lão đó đào tạo ra hay không, cho nên hắn nổi lòng hiếu kỳ. Vương Siêu nói chuyện với hai chị em này rất thẳng thắn, cũng rất trực tiếp, giống như là một lão sư đang chắc thí thành tích của học sinh trực tiếp tới thử đao pháp của cô gái này còn cậu em kia quyền pháp tuy luyện tới trình độ phần bụng vừa phát công thanh âm giống như vảy rán ma sát từ thể lực khí chất tinh thần mà nhìn đều vẫn còn kém xa người chị của hắn vương siêu ngay cả ý định muốn thử một chút cũng không có ờ muốn tôi thử động thủ với anh ư nghe thấy lời nói của vương siêu sắc mặt cô gái này liền biến đổi lúc trước vương siêu nói là muốn kiến thức đao pháp của cô ta cô ta không cho là thật chỉ nghĩ rằng đó là một câu nói đùa ngẫu nhiên mà thôi hoặc là muốn mình múa mấy chiêu để xem thủ pháp nếu là người bình thường nếu như nói với cô ta rằng muốn kiến thức đao pháp vậy thì đã là khiêu chiến rồi nhưng thân phận của vương siêu thì lại không tầm thường cô ta hiện tại chưa có đủ tư cách để khiêu chiến tất nhiên không cho rằng vương siêu nói muốn kiến thức tức là muốn giao thủ với cô ta nhưng lời nói sau cùng của vương siêu đã biểu lộ rõ ràng đó là muốn cho cô ta một cơ hội để thăm dò thực lực của hắn. Điều này khiến cô ta rất kinh hãi. Không sai, các người lần này tới đây chẳng phải là muốn thấy thực lực của tôi sao? Tôi hiện tại cho cô thử đấy, sao lại lùi bước thế? Vương Siêu nói tiếp. Sắc mặt của hắn cười mà như không cười, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái hồng môn. Ánh mắt bên trong rất kỳ quái. Không biết là hân thưởng hay là dâm tà, hay là bình tĩnh, hay là ẩn tàng sát khí, nói chung là vô cùng cổ quái khiến người ta nhìn không ra. Nghe nói những người cùng anh giao thủ trên cơ bản là có 9 phần tử vong, rất ít người có thể sống sót. Anh hiện tại nói như vậy có phải là chuẩn bị giết tôi không? Hồng môn chúng tôi hiện tại là tử địch không đội trời chung với anh. Không ngờ một tiểu bối không có danh tiếng như thu thiền tôi lại có thể khiến cao thủ đệ nhất thiên hạ như anh mở miệng khiêu chiến. Anh không phải là cảm thấy tôi có tiềm lực sao? Muốn chạm thảo trừ căn hả? Mắt của cô gái hồng môn này co thắt lại, khi nói xong thì mắt đã giống như là một con mèo co mình vào ban ngày. Lời nói này biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Dưới bảo tọa cao thủ đệ nhất thiên hạ của vương siêu, chất đống nhân mạng, hiện tại với thân phận này mà lại hướng tới một người không có danh tiếng như cô ta để mà khiêu chiến, chẳng phải là nhìn trúng tiềm lực của cô ta, muốn bóp chết cô ta từ trong trứng nước thì là gì? Cao thủ như vậy, từ cổ trí kim có rất nhiều. Vào thời thanh triều một quyền pháp cao thủ của Nam Phái vô cùng có danh tiếng khi du lịch nhiều năm trở về nhà. Ngẫu nhiên ở trên đường nhìn thấy một đứa bé luyện võ rất giỏi, thế là bèn dùng ám kình đả thương thân thể của đứa bé này. Khi về tới nhà thì mới biết đứa bé này là con của mình. Thu Thiền Cái tên này rất có ý cảnh. Năm đó, đảng cách mạng trong Hồng Môn, danh tiếng của giám hồ nữ hiệp Thu Cẩn rất lớn. Cô và cô ta có cùng một họ. Hai người đều là hiệp nữ. Tốt, tốt lắm. Người của Tổng hội Hồng Môn Tạ phiên phiên kỳ phủ trần lục thủ dương Tên của ai cũng có ý cảnh Vương siêu nghe thấy cái tên này Cũng hơi gật đầu Sau đó lại cười mà như không cười Cô sợ tôi giết cô Vậy thì cô có động thủ hay không đây Tôi chỉ cho cô một cơ hội này thôi Do cô lựa chọn đấy Cô không đồng ý thì có thể đi Lời nói này của Vương Siêu vẫn khiến người ta không nắm được vị đạo. Giống như là đang nói đùa, lại giống như là ám tàng sát cơ hắn đương nhiên nghe ra ý tứ của thu thiền bởi vì mình nhìn trúng tiềm lực của cô ta mượn cớ động thủ thăm dò để giết cô ta kỳ thực hắn đương nhiên là không có tâm tư này chẳng qua là muốn xem xem tiềm lực của cô gái này là bao lớn ngoài ra quan trọng nhất là muốn xem xem dũng lực của cô ta có bao nhiêu lớn trước mặt vương siêu xuất thủ cũng cần phải có dũng khí vương siêu trong lòng hiểu rất rõ ở trước mặt mình người có dũng khí xuất thủ tương lai khẳng định có tư cách để khiêu chiến với mình. Đương nhiên, đây không bao gồm những người không biết trời cao đất dày ở bên trong. Được, vậy tôi sẽ xem xem vị cao thủ đệ nhất thiên hạ có những thần thông kinh thiên động địa như thế nào. Cùng dạng cao thủ như anh đối chiến, chính là điều khả ngộ bất khả cầu. Đối với con đường tu hành sau này của tôi sẽ có giúp ích rất lớn. Thu Thiền đột nhiên gạt ngang thanh đao trong tay, mang theo một cỗ ý niệm quyết đoán hơn nữa, thế hoành đao ở trước khử tay này, ám tàng một chiêu số, cát bảo đoạn nghĩa. Chương 409 Đao ý giang sơn như họa Phần 1 Chị! Chị đừng động thủ với hắn! Cậu em ở bên cạnh ngữ khí có chút lo lắng, sau đó chuyển ánh mắt sang Vương Siêu. Chúng tôi không động thủ với anh đâu, với thân phận của anh, chẳng lẽ lại không biết xấu hổ mà đi giết chúng tôi à? người trẻ tuổi này vừa nhìn thấy thủ đoạn khủng bố mà Vương Siêu đối phó với Hắc Quyền Tri Vương ở bên dưới, đương nhiên muốn ngăn cản Thu Thiền giao thủ, thử đao với Vương Siêu. Hành vi thăm dò thực lực này là quá ngu xuẩn. Chỉ cần Thu Thiền không động thủ, người trẻ tuổi tin chắc rằng Vương Siêu sẽ không chủ động giết họ. Dẫu sao thì luận võ dù tay nghề, tổn thương tử vong là điều khó tránh khỏi, mà chủ động giết người thì lại là một chuyện khác. Nếu Vương Siêu thực sự nhìn ra được tiềm lực của Thu Thiền, muốn tiêu trừ sự uy hiếp cho ngày sau này vậy thì hiện tại dụ cô ta động thủ với mình là lựa chọn tốt nhất. Trong quá trình động thủ, Vương Siêu cho dù là phế đi thu thiền, chị em bọn họ về Hồng Môn cũng không có gì để nói. Dẫu sao thì là cô tới Nam Dương, muốn thăm dò thực lực của hắn. Hai người động thủ, hắn phế cô, chuyên ra ngoài thì cũng chẳng có gì để nói. Thế nhưng nếu Vương Siêu chủ động xuất thủ thì lại khác. Chuyên ra ngoài, đừng nói là Hồng Môn, cho dù là người của Thanh Bang, Hoa Thanh Bang cũng cho rằng hắn không đúng, từ đó sinh ra lòng cảnh giác rất lớn. Người trẻ tuổi của Hồng Mô nhìn rất rõ điểm này. Trong lòng hắn ta cũng biết, nếu hiện tại không để ý đến lời nói của Vương Siêu, chủ động bỏ đi, Vương Siêu cũng khẳng định là không ngăn cản được bọn họ. Cho nên, hắn ta chuẩn bị khuyên nhủ người chị này của mình để tránh gặp phải độc thủ của Vương Siêu. Ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có, vậy thì còn nói gì tới tư cách khiêu chiến hắn? Em đứng ra một bên cho chị. Thu Thiền cười lạnh lùng, hung hăng giáo huấn cậu em trai của mình. Vương Siêu cụp mí mắt xuống, bộ dạng như lão tăng nhập định, vô bi vô hỷ. Ai cũng nhìn không ra, chỉ cần Thu Thiền vừa xuất thủ, hắn sẽ thực ra tay, làm tàn phế cô gái có thực lực này, hay là có ý gì khác. Có điều, hắn đã nhìn ra. Khi Thu Thiền hành đao, đã tiến nhập vào trạng thái chiến đấu, dũng khí dâng trào, cạt bỏ tạp niệm, hướng tới mình khiêu chiến. Lệnh Nhi, xem ra cô trên đại hội võ đạo sẽ có thêm một kinh địch rất lớn rồi và lúc đào quàng lóe lên táp thẳng vào mặt trong đầu vương siêu lại có một ý nghĩ khác trên thế giới này nhân tài nhiều lắm vương siêu tới gian ghế lô nói chuyện cùng với đôi chị em hồng môn này đề xuất ý kiến muốn kiến thức đao pháp của đối phương nguyên nhân chủ yếu là muốn biết được thực lực dũng khí trình độ kiên định của tâm linh và trạng thái thực chiến lâm địch của đối phương vốn là với công phu của vương siêu thiên hạ ngoại trừ thủ lĩnh gót nam tử lông mi dài tự xưng là thần có thể tạo thành uy hiếp cho hắn ra thì những người khác hết thảy đều không đáng để hắn coi trọng nhưng hoác linh nhi thì khác hoác linh nhi là một thiên tài thực lực cũng tăng trưởng rất nhanh có linh tính nhưng trên thế giới này nhân tài cũng rất nhiều mặc cho là ai cũng đều không thể nói mình là thiên tài trong thiên tài ai cũng phải thấp hơn mình một bậc vương siêu chính là phát hiện cô gái tên là thu thiền của hồng môn này có tiềm lực rất lớn cho nên mới không ngại tự mình động thủ thăm dò xem xem rốt cuộc là như thế nào để rồi sau đó Hoắc Linh Nhi trên đại hội võ đạo còn có sự chuẩn bị. Thu Thiền tại đại hội võ đạo phải chạm trán với Hoắc Linh Nhi, quả thực đã là một chuyện không thể tránh khỏi, không cần phải an bài thì cũng biết. Hồng Môn hiện tại đã kết thù với hắn, muốn lấy lại mặt mũi, muốn đối phó với hắn thì tất nhiên sẽ phải đối phó với đồ đệ của hắn. Tuy hắn rất có lòng tin đối với Hoắc Linh Nhi, nhưng khi thấy Thu Thiền đối diện với áp lực của hắn mà vẫn dám vùng đao động thủ, Vương Siêu không khỏi cảm thán. Nhân tài trên thế giới này quá nhiều, không thể coi thường bất kỳ một ai. Nhân vật kinh tài tuyệt diễm, hoành không xuất thể có quá nhiều. Người sau tiếp bước người trước, sóng này tiếp bước sóng sau. Trường Giang sóng sau xô so sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát. Nếu dạng nhân vật giống như Thu Thiền ùn ùn xuất hiện, vậy thì quả thật là sóng lớn khơi cát. Bảo tọa cao thủ đệ nhất thiên hạ của ta, tương lai trong vòng 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí 100 năm sẽ phải chịu được bao nhiêu trùng kích. Thực sự rất đáng để chờ mong đấy Vương Siêu nhìn thấy nhân vật kinh tài tuyệt diễm liên tiếp xuất hiện Cũng không giống như những cao thủ trong sách sử ghi chép đó Lòng dạ hẹp hòi, hắn chỉ cảm thán và chờ mong Giống như 7 năm trước Bản thân Vương Siêu cũng chỉ là một học sinh cao trung không hiểu chuyện Nhưng sau 7 năm lại là cao thủ đệ nhất hùng bá giới võ thuật Có ai dám nói rằng 7 năm nữa sẽ không xuất hiện dạng nhân vật giống như hắn đây Thế giới này lớn như vậy, Mỗi ngày đều có rất nhiều, rất nhiều chuyện phát sinh. Kỳ ngộ cũng quá nhiều. Không ai nói chắc được. Thế giới rộng lớn chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Có điều, vương siêu phi thường chờ mong đối với dạng tình huống này. Tưởng tượng hắn ngồi trên bảo tọa cao thủ đệ nhất thiên hạ, nhìn xuống phía dưới, đối diện với những người đầy nghị lực, đầy dũng khí, đầy trí tuệ. Vô số thiên tài không ngừng xuất hiện tới trùng kích, cũng là một chuyện rất hứng thú. Như vậy mới không còn tịch mịch, mới có thêm sức sống, Nhìn thấy dạng người như Thu Thiền, tuy chưa có tư cách khiêu chiến với hắn, nhưng trong lòng Vương Siêu lại vẫn dâng lên một sức sống đã lâu chưa có. Hắn đột nhiên phát hiện, đứng trên đỉnh phong không hề tĩnh mịch, hơn nữa cũng phải cao xử bất thắng hàn. Ví như một số người quyền cao chức trọng, không có bằng hữu chi tâm, thường lo sợ bị người khác từ vị trí cao vợi này đẩy xuống. Nói đơn giản là đứng ở nơi cao không chịu được gió lạnh ở nơi đó, lại ví như một người kỹ nghệ hoặc là tu vi đạt tới cảnh giới cực cao. Cảnh giới càng cao, người có thể làm bạn càng ít càng cảm thấy cô độc và lạnh lẽo. Ngược lại, đó là một chuyện rất hứng thú. Cách nói cao xử bớt thắng hàn, kỳ thực là sự bày tỏ đối với loại người không có lòng tin đối với bản thân. Người chân chính đứng trên đỉnh phong, sao có thể sợ hãi một chút lạnh lẽo đó chứ? Khi thu thiền vung vô cực đao chém tới, trong đầu vương siêu không phải là ý muốn nghênh địch, mà là rất nhiều những cảm thán. Cùng với rất nhiều sự chờ mong đối với hạng kinh tài tuyệt diện xuất hiện nhiều vô cùng trên đời này. Giang Sơn đại hữu tài nhân xuất Các lĩnh phong tao sổ bách niên Chỉ là không biết giới võ thuật toàn thế giới có ta rồi Những nhân tài liên tiếp xuất hiện đó Có thể động lĩnh phong tao hay không Muốn cướp bảo tọa của ta ư Một thu thiền thôi thì không đủ Nhưng một trăm người, một ngàn người Một vạn người thì sao Quả là hứng thú Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong một sát na Giống như ảo ảnh trong mơ Và lúc Vương Siêu đang suy nghĩ vô cực đao của thu thiền chém ra cực nhanh mũi đao giống như mũi kiếm đã điểm tới trước mi tâm của hắn chỉ còn cách một thốn càng khủng bố hơn là trên thân đao không tỏa ra một loại hàn khí bức người giống như trong tiểu thuyết miêu tả mà là một loại khí tức nóng dự giống như sắt thép bị thiêu đốt đây hiển nhiên là một đao của thu thiền chém tới vận lực quán chú thân đao đao tẩu long xà chấn động kịch liệt thân đao làm bằng thép thuần được tôi luyện cả trăm lần ma sát với không khí kịch liệt phát nhiệt sản sinh ra một loại khí tức đốt trụi sắt thép. Tốc độ của đao này nhanh như thế nào? Lực quán chú mãnh liệt ra sao? Mắt của Vương Siêu nhìn rất rõ ràng, đao của Thu Thiền chém tới không phải đi một đường thẳng tắp mà liên tục di chuyển một cách tiêu sái như hình chữ chi. Không khí bị thân đào chấn động tê liệt, xuất hiện rất nhiều đường vặn vẹo, khiến cho người ta không nhìn ra được vị trí chuẩn xác. Hơn nữa, thân hình của đối phương trong không khí vặn vẹo tựa hồ như ẩn như hiện, khiến người cảm thấy thị tuyến của hắn sinh ra ảo giác. Đào pháp của Thu Thiền còn hơn cả Vương Khanh. Sau khi hồi thần, Vương Siêu phán đoán ra đào pháp của Thu Thiền thực sự đã tiến tới một cảnh giới bất khả tư nghị hơn cả giải ngư đao của Vương Khanh. Chẳng trách cô ta lại tự tin như vậy, dám tới khiêu chiến danh tiếng của hắn. Hắn vừa thất thần rồi. Trong lúc chém ra một đao, mắt của Thu Thiền Thủy Trương vẫn nhìn vào mắt của Vương Siêu, phát hiện rõ ràng sự cảm thán trong nhãn thần của Vương Siêu từ đó phán đoán ra rằng vương siêu đã thất thần trong tình huống này mà còn dám thất thần đệ nhất thiên hạ chẳng lẽ mạnh như vậy ư sau khi xuất đao ý niệm trong đầu của thu thiền chỉ có một cái này một đao này chính là chiều tuyệt sát của vô cực đao trong tam hoàng pháo chỉ thần đao như cong mà không phải cong giống như vô cực sinh thái cực từ không tới có nhìn thì như kiếm ý bên trong lại thâm tàng sự ảo diệu thiết cát toàn chuyển của đao pháp vương siêu vừa rồi quả thật đã thất thần khi hắn hồi thân lại, nhìn rõ được động tác thì mối đào đã chỉ còn cách mi tâm của hắn một thốn. Bên tai vang vọng một tràng tiếng chuông bạc, giống như ngàn vạn cái chuông gió, đồng thời bị gió thổi cho lay động, lại giống như hơn trăm chiếc đàn tranh đang được gảy. Đây là thanh âm thân đao chấn động, lại giống như là thổi đồng bạc. Khí tức nóng rực phả vào mặt. Giây phút này, ánh sáng của thắng lợi tựa hồ như lóe lên trong lòng thu thiền. Xem ra cao thủ đệ nhất thiên hạ cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ cần là người thì vẫn sẽ có lúc bị thất thần. Chương 409: Đào ý Giang Sơn Như Họa, phần 2. Cao thủ đối trận, tình huống thất thần cơ hội là chết chắc không nghi ngờ, cũng không có cao thủ nào lúc đối quyết dám thất thần cả, càng đừng nói đến dạng cao thủ như Vương Siêu. Nhưng hiện tại Vương Siêu lại đã thất thần. Cảm giác hiện tại ở trong lòng Thu Thiền giống như là một người bình thường, mua được một tấm vé số trúng thưởng 500 vạn. Vương siêu thất thần, tỷ lệ so với tháng 500 vạn còn thấp hơn nhiều. Nhưng vào lúc mũi dao sắp cắm lên đầu vương siêu, vương siêu không né tránh, cũng không lùi ra sau, không ngờ là trực tiếp giơ tay lên, đột nhiên nắm tới thần đào. Năm tiếng kèn kèn vang lên, móng tay trên năm ngón tay của vương siêu toàn bộ móc lên thần đào. Vương siêu thoáng chốc đã bắn ra móng tay, Thu Thiền căn bản nhìn không thấy nhưng khi lực khổng lồ của móng tay hắn bắn ra, cô ta vẫn có thể thông qua thân đao mà cảm giác được. Đao của cô ta vô cùng mẫn cảm, có thể nói mỗi một thốn trên thân đao đều chính là da thịt của cô ta. Khi cô ta nhấc đao lên, cho dù là lực có nhỏ li ti như một con muỗi đậu lên thân đao, thì cô ta cũng cảm thấy rõ ràng. Hiện tại, móng tay dài ngoằng của vương siêu mắc lên đó, cô ta cảm thấy một lực lượng, cách biệt, rõ ràng. Trong nháy mắt nhanh như điện quang hỏa thạch, Thu Thiền không chút nghĩ ngợi, làm ra một phán đoán chính xác. Cô ta không đâm tiếp, mà cổ tay thuận thế xoay tròn trái phải. Thần đào trên tay vương siêu không ngờ xoay tròn như con quay. Tốc độ xoay cực kỳ nhanh, đào phòng mang theo một luồng ánh sáng màu bạc. Lần xoay đao này, vận lực không khác gì chuyển trưởng trong bát quái trưởng. Thu Thiền là muốn xoay đứt bàn tay của vương siêu. Giỏi! Vương siêu đối diện với đao thế biến hóa này, đối với tốc độ biến hóa nhanh chóng của đao pháp này, trong lòng cũng phải khen thầm một tiếng. Nếu đối phương đâm tiếp, lực biến hóa đơn nhất, hắn tiếp theo sẽ có thể đánh ra nội cương, dùng kinh của ngưu thiệt quyển thảo, lưỡi trâu cuốn cỏ trong bát quái trưởng vặn gãy thành vô cực đao này, giống như đường tử trần vặn gãy kiếm của Lâm Đình Phong. Nhưng Thu Thiền lần này đổi kinh, thân đao xoay tròn, mối đao khoách trương ra ngoài. Điều này khiến cho hắn không thể dùng nội cương để lấy cứng chặn cứng, bởi vì đao thế của đối phương đã biến hóa phân tán, nội cương một kích không trúng, làm bàn tay của mình ngược lại sẽ bị chém đứt vô cực đào sắc bén phi thường, da của vương siêu cũng khó mà ngăn được cao thủ vận lực chém một cái, cho nên vương siêu chợt thu tay lại né tránh đào xoay tròn của đối phương. Đồng thời vào lúc vương siêu thu tay lại, đào đang xoay tròn của thu thiền lại có biến hóa, không ngờ lại thuận theo trung tuyến của thân thể vương siêu mà kéo thẳng xuống. Một thế kéo đao này chưa thức như muốn mổ bụng người ta, hùng mãnh vô bỉ, nhưng ý cảnh lại giống như là một giải ngân hà từ trên trời quẹt xuống, thao thao bất tuyệt, xe lẫn tiếng sấm ầm ầm khiến người ta không có ý niệm ngăn cản. Không ngờ lại dung nhập được lực lượng của pháo trùy vào trong đao pháp. Vương Siêu nghe thấy thanh âm ầm ầm này, giống như một thác nước đổ xuống, nhìn ý cảnh của nghi thị ngân hà lạc cửu thiên, là biết một cái kéo đao này lực của thân thể khó mà chống đỡ nổi. Thế là hai chân của hắn lướt sang trái, thân thể di động ra cự ly một xích như thuấn gì, khó lắm mới tránh được thế kéo đao. Nhưng khi hắn vừa động cước, Thu Thiền trong nháy mắt liền nhắm mắt lại, tự hồ như ý niệm hoàn toàn dung nhập vào trong cảnh giới đối quyết, cảm giác mẫn duệ đạt tới một cảnh giới vi diệu. Khi chân của Vương Siêu cắm xuống đất, dưới chân cô ta cũng cảm giác thấy, cho nên liền bước theo. Đồng thời cô ta thu lại thế đang kéo xuống, thanh âm lập tức ngưng bặt, đồng thời luồng đao quang đang hạ xuống cũng tựa hồ như ngưng động. Hoàng Hà trên dưới lập tức thôi cuộn trào. Thu thiền thu đao lại, giống như một dòng thác đột nhiên đóng băng, thanh âm ầm ầm, lực trùm xuống, toàn bộ ngừng động, thậm chí đao quáng cũng ngưng tụ lại trong sát na này. Tình cảnh này là tốc độ sau khi đột phá cực hạn mới có thể phát sinh ra cảnh tượng này. Đao quang dừng lại, tiếp theo là chân xoay theo, vô cực đào đột nhiên bão phát, từ cực tĩnh tới cực động, nổ tung, từng ánh đao giống như long xà trườn bò, toán loạn, ập về phía vương siêu. Chấn đao thế trong vô cực đao, sau đó là ngân mãng kích. Ngân mãng kích vốn là một loại kiếm thuật cổ xưa, nhưng hiện tại lại được thu thiền thi triển ra trong đao pháp, dung nhập một loại cương kình long đằng. Một thế chấn đao kích đao này, khí thế và tinh thần của thu thiền đều đạt tới đỉnh điểm. Tiếng đao vẫn như sấm đánh, ánh đao giống như sét đánh, long xả loạn vũ, nhưng đao ý lại giống như một họa bút to lớn, tùy ý vung trên một bức giang sơn đồ họa khổng lồ. Đao pháp như họa. <laughs> Cảm thụ đao thế, đao ý tùy ý mà đến này, mắt vương siêu đột nhiên trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn chăm sát na này phẳng phất như nhìn thấy bức tranh giang sơn như thử đa kiều treo trong đại sảnh hồng môn tổng hội thì ra bức tranh giang sơn như thử đa kiều trong tổng hội hồng môn là do cô vẽ vương siêu vừa thấy đau thế đau ý này là đã hiểu rõ ràng bức giang sơn như thử đa kiều treo ở tổng hội hồng môn khẳng định là do thu thiền có khí chất tài nữ trông thì yếu ớt này vẽ ra cô gái này đã đem ý cảnh vẽ tranh của mình xúc tích vào trong đao pháp chẳng trách chẳng trách có thể siêu việt hơn giải ngưu đao của Vương Khanh. Dưới một đào, giang sơn như họa. Dưới một đào, giang sơn đa kiều. Hảo đao. Vương Siêu biết rằng cứ tiếp tục dây dưa như vậy, mình cho dù không sợ nhưng cũng rất có thể bị đao giống như giang sơn như họa của đối phương chém trúng áo. Như vậy thì quá mất mặt, không phải là chuyện vinh quang gì. Tuy đao pháp như vậy, thiên hạ không có mấy người có thể xử ra. Thu Thiền cũng là đại gia trong đao pháp, nhưng Vương Siêu là nhân vật hùng bá thiên hạ, giống như ma sư bằng ban trong tiểu thuyết. Cho dù bị chém trúng quần áo thôi thì cũng đã phi thường bất hảo rồi. Quyết định không tiếp tục dây dưa nữa, Vương Siêu sử ra đòn sát thủ của mình. Theo một tiếng hô, một luồng bạch tuyến từ trong miệng bắn ra. Thành âm khiến cho da đầu của người ta ngứa gian, vang vọng cả gian ghế lô, chấn cho toàn bộ tiếng đao nổ ra như lô đỉnh của thu thiền vỡ tan tành. Đồng thời, luồng bạch tuyền này trực tiếp kích trúng thần đao của vô cực đao, đánh cho vang lên một tiếng keng giống như tiếng kim thiết chạm nhau. Đao thế như họa lập tức đình chỉ. Nếu nói đao pháp của Thu Thiền vẽ ra một phiến giang sơn như họa, vậy thì một chữ hô này của Vương Siêu là kim qua thiết mã, dùng tiên phong thiết kỵ dã man trực tiếp đạp vỡ phiến giang sơn như họa này, tàn nhẫn đạp vụn ý cảnh mỹ hảo. Đao thế bị ngăn cản, Thu Thiền trong lòng chấn kinh, cổ tay một lần này rung ngang, đao liền thu hồi lại, tự hồ như giấu vào trong tay áo của mình vô cực tàng đao thế. Một thế giấu đao này giống như đao vào vỏ, quang mang tắt ngấm. Đồng thời thân thể của cô ta nhanh chóng lùi một bước, cánh tay giấu đao rơi ra ngoài. Sau tàng đao thế chính là bạo đao thế. Trong lòng cô ta biết rất rõ, vương siêu vừa rồi phun ra bạch tuyến đó giống như là phi kiếm một kích đã làm đại loạn tiết tấu của cô ta. Tuy không biết trong miệng vương siêu sao có thể phun ra bạch quang, nhưng hiện tại cô ta đã không còn thời gian để kinh ngạc nữa, mà lập tức cơ cảnh sử ra một chiều vô cực tàng đao thế, thủ liễm toàn bộ tinh thần của mình lại, sau đó mới lại đánh ra bạo đao thế, xây dựng lại thế công. Nường đã trễ rồi, trước mặt vương siêu không ai có thể lùi bước như vậy, cho dù là thủ lĩnh gót cũng không dám, huống chi là thu thiền. Cánh tay của vương siêu chấn động, trực tiếp đột phá cự ly cực hạn, ưng chảo cầm nã tóm tới, vị trí hắn nắm tới chính là cánh tay giấu đao của thu thiền. Cánh tay của Thu Thiền vội vàng dao động, né tránh một chảo này, nhưng Vương Siêu vào lúc cô ta giao động cánh tay thì lại quấn lấy, chặn đứng phương hướng vận động của cô ta. Một chảo, một vặn. Cánh tay của Thu Thiền tê đi, vô cực đao đã rơi vào trong tay Vương Siêu. Sau đó, tay kia của Vương Siêu đã đặt lên huyệt thái dương của Thu Thiền. Ta vẫn không phải là đối thủ của hắn. Thu Thiền cũng cảm thấy đại thế đã mất, trong lòng dâng lên một nỗi niềm bi thương. Nhưng sau đó cô ta lại phát hiện, tay của Vương Siêu đã rời khỏi huyệt thái dương của cô ta, chỉ chăm chú nhìn vào vô cực đao giang sơn như họa quả là hảo đao hảo đao có tiềm lực sao với vương khanh còn mạnh hơn vương siêu khen ngợi tôi có tiềm lực vậy vì sao anh không giết tôi cho dù không giết thì phế tôi đi cũng là chuyện rất bình thường mà thu thiền mắt nhìn chằm chằm vào vương siêu hỏi cô khiến tôi nhớ tới một cô gái khác trong đầu vương siêu hiện lên bóng dáng của nghiêm nghiêm nghi tôi muốn cho cô ta một cơ hội khiêu chiến tôi nhưng sau cùng tôi lại không cho mấy người đi đi chỉ một lần này thôi tương lai nếu như cô thật sự đột phá thì lại tới khiêu chiến với tôi lúc đó tôi sẽ không lưu tình đâu sau khi nói xong vương siêu tựa hồ như mất hứng ném lại đao cho thu thiền thu thiền bắt lấy vô cực đao trong mắt lóe lên thần tình phức tạp bởi vì cô ta đột nhiên phát hiện nhân vật hùng bá thiên hạ vương siêu này không phải là sát thần võ sĩ cũng không phải là loại ma vương cao cao tại thượng mà lại mang trong mình một loại tình người rất đáng để nghiền ngẫm. Chương 410 Nhân tình như đao, thế thái như quyền Lùm bạch tuyến vừa rồi anh phun ra để ngăn cản ngân mãng kích của tôi là công phu gì vậy? Không ngờ có thể khiến cho đao thế của tôi phải dừng lại. Đao thế của tôi một khi triển khai, cho dù là thác nước cường liệt đổ xuống, cũng vững như bàn thạch, không có nửa điểm ba động. Trăm truyền thuyết công phu của kiếm tiên Có thể phun kiếm giết người Anh phải trang đã luyện thành thủ đoạn này rồi Thu thiền lúc này đã biết Vương Siêu sẽ không làm gì cô ta Tâm tư không khỏi trở nên linh hoạt Đảo mắt lia luyện rồi thay đổi đề tài Không ngờ lại hỏi một số vấn đề khó hiểu Trong cuộc đả đấu vừa rồi Vừa rồi cùng Vương Siêu đối quyết Cô ta quán trú toàn bộ tinh thần Lực lượng vào trong thân đao Sinh mệnh lực đạt tới đỉnh phong trước giờ chưa từng có Lờ mờ cảm thấy đã có được tiến bộ tự hồ như là một loại kích thích từ lâu, chưa có, đã quay lại trong thân thể của mình. Đúng vậy, cùng giao thủ với loại cao thủ vô địch, hùng bá thiên hạ như Vương Siêu, Thu Thiền chỉ cần không chết, bất kể là như thế nào cũng nhận được lợi ích rất lớn. Viện pháp tốt nhất để đề thăng kinh nghiệm, công phu trong giới võ thuật chính là cùng cao thủ thực chiến, như vậy có thể thăng cấp cực nhanh. Chẳng khác nào ngồi trên hỏa tiễn mà phi. Cái này cũng giống như là thi đấu thể thao, nhưng có một điều, nguy hiểm cũng quá lớn đậu một chút là cái mạng nhỏ đi tăm ngay chứ không giống như các cuộc thi đấu thể thao khác thua rồi thì có thể thi lại thu thiền đã không chết hiện tại lại biết rằng vương siêu sẽ không giết cô ta cũng sẽ không phế cô ta thế là lập tức tận dụng mọi thứ hy vọng có thể hỏi ra mấy thứ hữu dụng người có thể lãnh giáo như vương siêu không nhiều cho nên cô ta không nguyện ý bỏ qua cơ hội này công phu kiếm tiền cái gì phun kiếm giết người ư chỉ chẳng qua là một môn kỹ xảo phát kình, vận kình phun khí thôi. Vương siêu mỉm cười. Đợi khi cô tiến vào đan đạo rồi, tất nhiên có thể minh bạch dạng phát kình này, kỳ thực không phải là cái gì thần kỳ lắm đâu. À đúng rồi, bức tranh sang sơn như thử đa kiều treo trên tường ở Tổng hội Hồng Môn, có phải là sao cô vẽ không? Vừa rồi trong lúc đà đấu, Vương siêu đã nhìn ra, thu thiền vận đao như bút. Trong lúc vùng đào, phi thường tương tự với bút phong trên bức họa giang sơn như thử đa kiều là thủ bút của tôi đào pháp quyền pháp của tôi đều du nhập trong đó có điều có thể nhìn ra điều này trên thế giới cũng không có mấy ai đâu đương nhiên nhãn quan của anh nhìn ra thì cũng không có gì bất ngờ cả thu thiền gật đầu được rồi các vị đi đi vương siêu xua tay thu thiền lại không động đậy mà tự hồ như đang suy nghĩ gì đó ơ ờ, sao cô còn chưa đi chẳng lẽ vẫn còn muốn cùng tôi giao thủ tiếp à nhưng mà lần này tôi sẽ không lưu tình đâu đấy vương siêu nhớn mày không phải vậy. Thu Thiền chợt lóe sáng, lộ ra nét cười. Tôi muốn hỏi anh mấy vấn đề, không biết là có được không? Hỏi mấy vấn đề á? À? Vương Siêu xua xua tay. Về vấn đề quyền pháp thì thôi đi, tôi không có tâm tư để giải đáp cho cô đâu. Nếu như là chuyện về phương diện sinh ý và hướng đi của Tổng hội Hồng Môn thì tôi còn có thể nghe. Ồ, chuyện về phương diện sinh ý ư? Tôi cũng không hiểu lắm. Hơn nữa, sinh ý của Tổng hội Hồng Môn tôi không quản lý, Tôi chỉ muốn hỏi anh một chút về vấn đề quyền pháp thôi. Anh cho tôi cơ hội khiêu chiến lần này cũng không hạ sát thủ mà lại vô cùng rộng lượng, không hổ là khí phách và lòng dạ của cao thủ đệ nhất thiên hạ. Tôi cũng biết anh không sợ bất kỳ ai có đột phá rồi khiêu chiến với anh. Ngược lại, càng nhiều người khiêu chiến anh thì anh càng cảm thấy không tĩnh mịch. Thủ thiền vẫn cười rất tươi. Cô ta chỉ là muốn thỉnh giáo Vương Siêu một số trở ngại về vấn đề quyền pháp. Cũng muốn Vương Siêu chỉ điểm mấy chiêu đao vừa rồi của mình có chỗ nào cần chú ý không? không ngờ lại bị vương siêu cự tuyệt luôn. Thế là trong lòng liền có chút không cam tâm. Thôi, đừng cho tôi uống mê hồn thang. Vương siêu cười mà như không cười. Hồng môn các vị hiện tại là địch nhân của tôi, mà cô sau này có thể tạo thành uy hiếp nhất định đối với đường môn chúng tôi. Tôi mà chỉ điểm quyền pháp thêm cho cô, để cô đề thăng rồi lại tới đối phó với đường môn của tôi à? Đây không phải là rộng lượng, mà là ngớ ngẩn. Giới hạn giữa rộng lượng và ngớ ngẩn, cô nếu nắm rõ chắc chắn không thể đưa ra một yêu cầu ngu xuẩn như vậy chứ. Cái này... Giọng nói của Thu Thiền đột nhiên hạ thấp. Hơ, tôi vốn cho rằng Vương Siêu Anh là thần cao cao tại thượng, hiện tại xem ra cũng chẳng khác gì người thường. Anh quả thật là cố kỵ tiềm lực của chúng tôi, sợ chúng tôi sẽ vượt qua anh. Đột nhiên, cậu con trai trẻ tuổi kia hừ một tiếng, mặt mang theo nụ cười khích tướng. Hả? Vương Siêu vừa nghe thấy câu này, lỗ tai dựng đứng lên, mắt lạnh lùng nhìn cậu con trai đó. Bầu không khí trong ghế lô đột nhiên lạnh toát, trầm tịch đến dạ người. Thu Thiền nhíu chặt mày, cô ta đã nhìn ra, một câu khách tướng của em mình đã gây ra chuyện rồi, tình huống hình như không ổn. Ánh đào trượt lóe. Thu Thiền đột nhiên xuất đao trong bầu không khí trầm muộn này, bởi vì cô ta cảm thấy rằng Vương Siêu bị một câu nói của em mình chọc giận rồi. Cao thủ đệ nhất thiên hạ, không thích bị khích tướng. Cô ta cũng cảm thấy nguy hiểm theo bản năng, cho nên xuất đao ngay. Có điều một đau này của cô ta không phải là chém về phía vương siêu, mà thật bất ngờ cô ta lại chém vào tay của em mình. Ánh đào lóe lên, không lưu lại vết tích, nhưng hoa máu lại bắn ra. Một ngón tay rơi xuống đất, đồng thời cậu trai trẻ của hồng môn hét lớn lên một tiếng, ôm lấy tay mình, mắt nhìn cô chị thu thiền của mình, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Xin lỗi vương siêu sư phụ, em tôi không hiểu trường mực, tôi thay nó nhận lỗi với anh. Ngón tay này là trừng phạt của nó vừa rồi đã thất ngôn. Thu Thiền không để ý đến ánh mắt phẫn nộ, chấn kinh và bất khả tư nghị của em mình, cũng không nhìn ngón tay rơi xuống đất, mà mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm vào vết máu đang chậm chậm chảy xuống trên thân đao. Bên trong mắt rất bình tĩnh, cũng không biết là đang vui hay đang buồn. Cô ta trong phút giây này quyết định rất nhanh, không ngờ lại chém dụng ngón tay của em mình. Người trẻ tuổi này bị chém đứt ngón út của bàn tay trái, ngón tay bị cắt đứt rơi xuống đất, trầm giống như một con giun bị cắt lìa, hơi nảy lên, nhìn mà khiến người ta thấy ghê. Thôi được được rồi Quyết định rất nhanh Cô quả là một đại nhân vật sau này Một đao vừa rồi của cô rất hay Trong chém lại mang theo lượng móc Từ khớp xương móc ngón tay của hắn ra Như vậy không làm bị thương cốt tủy Còn có 70% hy vọng có thể trị khỏi Thu thiền Xem ra vừa rồi tôi đã xem nhẹ cô rồi Vương siêu nhìn ngón út hơi nảy lên trên mặt đất Lại nhìn người trẻ tuổi ánh mắt mê man không hiểu Tay ôm chặt lấy ngón út bị đứt Cắn chặt môi đến ứa máu Lắc lắc đầu Vương Siêu cũng nhìn ra, thu tiền này đương nhiên là không đơn giản. Mắt anh sáng như điện, chút thủ đoạn nào này không giấu được anh. Khi Thu Thiền đợi máu từ mũi đao chảy hết xuống đất, nhẹ nhàng giấu đao ra sau cánh tay, một chút ánh đao cũng không nhìn thấy, nhẹ nhàng thở dài. Chúng tôi có thể đi chưa? Vâng, đi đi. Vương Siêu lại lắc lắc đầu. Thu Thiền nghe thấy câu này cúi người xuống, nhặt ngón tay bị chém đất của đệ đệ lên, sau đó xé một mảnh áo bọc ngón tay lại, kéo em của mình ra khỏi cửa, tháng sau đã không thấy bóng dáng. Vương Siêu nhìn bóng lưng của Thu Thiền. Linh Nhi, con thấy Thu Thiền thế nào? Con sau này trên đại hội võ đạo phải chú ý đấy. Người hiện tại đều là những nhân vật thiên tài. Ta đứng tới đỉnh phong rồi, mới phát hiện trên thế giới này thực sự có rất nhiều người tài. Sao trước đây không phát hiện ra nhở? Sư phụ, người đứng trên đỉnh phong cao nhất nhãn giới tất nhiên là phóng khoáng hơn rồi cũng nhìn thấy nhiều điều hơn tất nhiên có thể phát hiện nhân tài xuất sắc trên thế giới này giống như là cá diếc ngoài sông hơn nữa văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị ai mà không muốn có được vị trí này của sư phụ chứ khi vương siêu lên tiếng một thiếu nữ từ cửa ghế lô phía bên kia bước vào chính là hoác linh nhi ừ cũng là đạo lý này vương siêu gật đầu nếu trên đại hội võ đạo con mà chạm trán cô ta thì có mấy phần nắm chắc? Ba phần, hoặc có lẽ là năm phần. Đao pháp của cô ta tinh diệu, quyền pháp nhất định không tinh thâm bằng đao pháp. Quá ỉ lại vào binh khí cũng không phải là điều hay. Hoác Linh Nhi nhìn về hướng đi của Thu Thiền, suy nghĩ một lát rồi mới đưa ra một kết luận. Con và Vũ Văn nhất chiến, lĩnh hội được không ít thứ. Tính cách của Vũ Văn này cũng có chút tương tự như Thu Thiền, chỉ có điều là hơi nhỏ nhé một chút. Thu Thiền này quyết định nhanh chóng, ngoại nhu nội cương, lại rất có tầm kế, nắm vững nhân tình thế thái phi thường có chừng mực dạ tính cách này dùng tới vê nạn khí huyết cũng rất khủng bố chỉ là không biết cô ta có thể bước vào đan kình hay không nếu so sánh cậu em đó của cô ta còn chưa nắm bắt được nhân tình thế thái thực sự là quá ngu ngốc có điều trong hồng môn nghe sư phụ người nói là chưa có cao thủ đan kình chân chính theo con thấy cho dù là không có nhưng có dạng nhân tài như thế này cũng rất đáng giá rồi hoác linh nhi vừa rồi đứng ở trong góc hành lang cũng nhìn rất rõ tình cảnh của vương siêu và thu thiền động thủ đây cũng là do trước khi vương siêu tới đã bảo hoác linh nhi phải chú ý hoác linh nhi đánh giá cô gái thu thiền này rất cao cũng rất coi trọng dạ nhân vật quyết đoán nhanh nhạy như thế này không có ai dám xem thường cả lời nói và hành vi của cô ta cũng giống như là đau của cô ta vậy nắm bắt rất chuẩn được rồi nói chung là con phải chú ý đến cô gái này nhiều hơn cô ta tuy chưa có tư cách khiêu chiến với ta nhưng lại là một chướng ngại vật trên con đường phía trước của con đấy vương siêu đứng dậy không đàm luận về thu thiền nữa mà lại chuyển đề tài hôm nay liên tuấn hoa sẽ tới ta cũng phải đi xem rốt cuộc là có chuyện gì lời nói dừng lại rất đúng lúc tựa hồ cô gái thu thiền này chỉ đáng để vương siêu dùng từng đó câu để đàm luận mà thôi vâng sư phụ đi đi con một mình đi dạo bờ biển một lúc suy nghĩ về cuộc giao thủ vừa rồi giữa người và thu thiền hoác linh nhi gật gật đầu trong lòng cũng sáng tỏ biết con đường khiêu chiến đường tử trần sau này tuyệt đối không thuận lợi cô ta hiện tại cũng chưa có tư cách đứng trước mặt đường tử trần cô gái thu thiền này có lẽ là một bậc thang của cô ta có điều có bò lên được không thì trong lòng cô ta cũng đang phải tính toán vì sao lại chém đứt ngón tay của em Lúc này, người trẻ tuổi của Hồng Môn đang phẫn nộ hỏi cô chị Thu Thiền của mình. Thu Điệp, kinh nghiệm của em quá kém. Nếu chị không chém đứt ngón tay của em, hiện tại em đã thành một cỗ tử thi rồi đấy. Thu Thiền ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu em của mình. Em cho rằng Vương Siêu là nhân vật chịu để bị khích tướng à? Nhờ hai câu khích tướng của em, Lán sẽ giận dỗi, truyền thụ toàn bộ kinh nghiệm võ công của hắn cho chị ư. Sau đó để chị tới tìm hắn để khiêu chiến à? Sự hiểu biết về nhân tình thế thái của em quá ít đấy nhân tình như đao, thế thái như quyền. Nắm bắt nhân tình thế thái không tốt thì làm sao mà có thể nắm bắt được khí huyết của mình? Nhưng... Thu Điệp mở miệng, tự hồ định tranh biện gì đó, nhưng lại bị Thu Thiền hoành đao ngăn lại. Em cũng đừng có mà đi tìm vương siêu báo thủ. Chuyện đó không thực tế chút nào đâu. Hắn bóp chết em cũng đơn giản như bóp chết một con kiến thôi. Có điều chính bởi vì như vậy, chị mới có động lực khiêu chiến hắn. Hiện tại chúng ta về thôi. Ngón tay của em để trường tín thúc nối lại cho. Qua năm ba năm là khôi phục thôi Còn chị phải bế qua một đoạn thời gian Em ngàn vạn lần đừng có gây chia rẽ trước mặt thúc thúc ba bá Muốn bọn họ chút giận hộ em Nếu để chị biết, chị sẽ giết em đấy Chương 411 Chào hay mở màn rồi Phần 1 Tài nữ cầm đao thu thiền này vừa nói vừa thở dài Nhưng lời nói của cô ta như chém đinh chặt sắt ngay cả thu điệp nghe xong cũng phải bắn run cả người lên em nên hiểu em kể lể với thúc thúc ba bá để họ chút giận hộ em chính là làm hại họ vương siêu lợi hại như thế nào thì chắc em cũng hiểu rồi em đừng có làm hại người khác thu thiền nói xong cô cuối liền ngậm miệng lại trước mặt hiện lên bóng dáng của vương siêu thân hình hùng hồn như ma vương đánh chết hắc quyền chi vương bá đạo chi khí vô biên xuất hiện trong ghế lồ mặc quần áo bình thường đi giày thể thao Thiếu niên chi khí nhu nhu nhược nhược. Khi động thủ cùng cô ta, miệng phun bạch khí giống như kiếm tiên, lúc dừng tay thì nhân tình gợn sóng thở dài. Những hình tượng bóng dáng này của Vương Siêu hợp lại với nhau, trong đầu Thu Thiền, hình tượng của Vương Siêu trở nên sinh động, một cỗ vị đạo giống như rượu cay bốc lên trong lòng cô ta. Ngẩng đầu nhìn bầu trời của Nam Dương, mây nhạt gió thoảng, mây trắng mờ ảo. Thu Thiền nắm chặt thanh đao trong tay, Liêu Tuấn Hoa ngồi trong một phòng làm việc rộng rãi của trường học ngôn ngữ Minh Luân Đường ở Jakarta, uống từng ngụm trà xanh, màu nước trà giống như phỉ thúy. Trà thơm vô cùng là xuân trà thượng hạng vừa mới được hái xuống không lâu, khí vị thuần hậu, rất đặc. Qua miệng còn lưu lại mùi thơm. Nhưng Liêu Tuấn Hoa lại uống xì sụp, giống như trâu ngựa uống nước, uống hết chén này đến chén khác, trong bụng cũng có tiếng nước ọc ạch. Rất rõ ràng, hắn tự hồ không có tâm tư đâu mà thưởng thức trà, mà đang chờ đợi rất sốt ruột. Dưới tình huống ngồi đợi bất an, hắn chỉ đành mượn việc uống trà để giải sâu. Tạ lị ở bên cạnh nhìn chằm chằm Liêu Tuấn Hoa uống hơn chục chén trà, nhưng lại không hề đứng dậy đi nhà xí. Trong mặt đầy vẻ nghi hoặc nghĩ thầm. Vị đại quan quốc nội này là châu biến thành à? Liêu Tuấn Hoa hôm nay bí mật đến Nam Dương, vốn là với thân phận của hắn, trên phương diện ngoại giao tới Indonesia thì là một sự kiện ngoại giao trọng đại, có ảnh hưởng rất lớn nhưng chẳng còn cách nào khác hắn chỉ đánh bí mật tới đây mà thôi cũng may thân thủ của hắn mẫn tiệp thế lực của đường môn tại đây cũng lớn cho nên vừa xuống phi cơ liền được đón tới đây ngay cũng không dẫn tới chuyện dùm beng nào hắn hiện tại rất lo lắng đang đợi vương siêu và đường tử trần hai người này cùng hắn gặp mặt sau khi hắn uống hết hai chục chén trà, chỉ cảm thấy cửa hơi có gió khi ngẩng đầu lên thì ở đối diện bàn đột nhiên có thêm một người với nhãn lực của liêu tuấn hoa không ngờ lại không nhìn ra được động tác của người này làm thế nào bước tới ngồi xuống đối diện mình. Liêu Bộ trưởng Xong hoa hồng côn của Hồng Môn Kim bài đà thủ Một giọng nói trong trẻo vang lên Lúc này mắt của Liêu Tuấn Hoa mới nhìn rõ Ngồi đối diện là một cô gái Thân mặc một bộ áo nhung màu tím Mắt đang nhìn chằm chằm vào mình Giống như là một đầm nước sâu Bên trong ẩn tàng suy nghĩ gì thì không ai có thể nhìn ra được Điều này tạo cho người ta một cảm giác thần bí kinh khủng. Liêu Tuấn Hoa định thần lại, cuối cùng cũng miễn cưỡng không chịu ảnh hưởng của đôi mắt này, nhìn rõ ràng khuôn mặt của cô gái ở trước mặt. Thì ra là Đường Môn chủ. Sau khi Liêu Tuấn Hoa nhìn rõ, liền đã biết cô gái ở trước mắt này chính là Đường Tử Trần, môn chủ chân chính của Đường Môn. Nữ nhân ở sau lưng Vương Siêu, một tay đánh ra cả Giang Sơn Đường Môn này, có lực lượng vũ trang mấy vạn người trên toàn thế giới, trên tay nắm tư sản ngàn ức bản thân lại là cao thủ tuyệt đỉnh. Rất tốt, rất tốt. Năm đó kỳ thực tôi đã gặp cậu. Khi học võ công ở trong võ quán tại nước Mỹ của Chu Hồng Chí, tôi đã gặp cậu rồi. Rất tốt. Đường Tử Trần mỉm cười, mắt Thủy Trung vẫn nhìn chằm chằm vào Liêu Tuấn Hoa, nhìn tới mức hắn ra đầu phát ngứa. Không ổn rồi. Liêu Tuấn Hoa nhìn thấy ánh mắt của Đường Tử Trần, trong lòng cảm thấy kinh hãi một cách khó hiểu trong tiềm thức của hắn tự hồ như cảm thấy không ổn thế nào đấy trong lòng cũng như có quỷ muốn vương siêu theo đuổi nghiêm nghiêm nghi hắn còn kết mối xe duyên kết quả chuyện tốt không thành công ngược lại còn trêu vào một phiền phức lớn có điều hắn kết mối xe duyên để vương siêu theo đuổi nghiêm nghiêm nghi đối với vương siêu mà nói cũng là một chuyện xấu hổ hắn ta sẽ không nói cho bà vợ này của hắn ta biết chứ trong lòng liêu tuấn hoa vẫn mang theo một tia cầu may nhưng lúc này lời nói của đường từ trần lại khiến hắn lạnh toát cả người Vương Siêu không phải là người thương hương tiếc ngọc, ngược lại còn thích lạt thủ tồi hoa. Điểm này cũng khiến Liêu bộ trưởng thất vọng rồi. Nếu không, Vương Siêu được trái ôm phải ấp, chiếm được tiện nghi lớn, tính toán đúng là rất tinh diệu, so với sư phụ của cậu còn lợi hại hơn. Đường Tử Trần vẫn cười mà như không cười nhìn Liêu Tuấn Hoa. Lạt thủ tồi hoa? Tai của Liêu Tuấn Hoa dựng đứng lên, hắn dường như đã nghe ra manh mối gì đó, đột nhiên giật nảy mình đứng bật dậy, hai tay nắm chặt mép bàn, trà vừa uống vào vừa rồi hóa thành mồ hôi lạnh túa ra. Hắn hôm nay tới đường môn Nam Dương, thứ nhất là để truyền đạt tinh thần của đại lão quốc nội, để vương siêu về nước nhận tiếp kiến, nhưng chủ yếu nhất vẫn là nghe ngóng tin tức về nghiêm nghiêm nghi. Nhưng hiện tại nghe thấy bốn chữ là thủ tội hoa, trong lòng dâng lên cảm giác như đại thế đã mất. Sau khi đột nhiên đứng bật dậy, Lê Tuấn Hoa lại ngồi lại xuống ghế, ánh mắt ngây ngốc đờ đẫn, cực kỳ mất mát. Lúc tôi nhìn thấy cậu vào 15 năm trước Tính tình bồng bột Cử chỉ lời nói đều có phong phạm của cao thủ Tôi biết rằng tương lai Cậu nhất định sẽ là một đại nhân vật Nhưng hiện tại Vị danh lợi mê hoặc tâm thần Tuy nói ở trong lục phiến môn tu hành cũng là một chuyện tốt Thế nhưng tốt quá lại hóa dở đấy Cậu đã đảo lộn chủ yếu và thứ yếu rồi Đường từ trần nhìn vẻ mất mắt của Liêu Tuấn Hoa lắc lắc đầu Tôi lần này tới đây là đại biểu ý tứ của giới cao tầng quốc nội muốn mời vương siêu về nước nói chuyện thứ hai là tôi muốn hỏi nghiêm nghiêm nghi rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì rồi liêu tuấn hòa tựa hồ như đã mất hết hy vọng ngữ khí rất trực tiếp có hai chuyện này thôi ư đường tử trần hỏi còn có gì khác nữa không chỉ hai chuyện này thôi không còn gì khác mắt liêu tuấn hòa không còn một chút ánh sáng nào giống như một con cá chết Mắt đường từ trần nhìn thẳng vào mắt Liêu Tuấn Hoa Thấy Liêu Tuấn Hoa có bộ dạng như toàn thân mất sạch ý chí Giống như một con cá chết Đột nhiên cười lạnh nói Năm đó bộ dạng tư má ý giả bệnh Viên thế khải giả bệnh So với cậu hiện tại chắc rằng cũng phải kém hơn một bậc Cậu đừng cho rằng giả vờ thành bộ dạng chán trưởng này Là tôi sẽ không tính toán một số chuyện Cậu xúi dục vương siêu Tuy nể mặt chu hồng chí Tôi có thể tha cho cậu một lần Nhưng không chứng tỏ là cậu có thể qua được mắt tôi đâu qua cái gì cơ? Liêu Tuấn Hoa cười khổ, đột nhiên ngồi thẳng dậy, thần hình không còn vẻ chán trường và chấn kinh nữa. Thì ra hắn vừa rồi giả vờ thần tình chán trường, mất mát là sợ đường tử trần tính toán chuyện hắn xuống dục vương siêu theo đuổi nghiêm nghiêm nghi. Chuyện này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ, nhưng đặt lên người cô gái như đường tử trần này, giết người chút giận lại là chuyện rất có khả năng. Vì sự an toàn của mình, Liêu Tuấn Hoa cũng không thể không giả vờ chán nản, giống như con cá chết, Hy vọng có thể né qua một cửa. Cậu là một người đại gian, rất thích hợp làm chính khách. Cậu chọn đường không sai đâu. Đường từ Trần Điểm phá sự Ngụy Trang của Liêu Tuấn Hoa, nhưng không động thủ, cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng nói. Có điều tôi hy vọng, sự gian xảo của cậu đừng dùng lên người Vương Siêu. Con người của Vương Siêu đối đãi với bằng hữu đều vô cùng chân thành, sẽ không so đo thứ gì khác. Cậu nếu như có chủ ý gì với anh ấy, cho dù cậu trốn tới chân trời góc biển, hay là sau này có quyền lớn, tôi cũng sẽ giết cậu. Hy vọng cậu đừng có mắc sai lầm. Vương siêu hiện tại là cao thủ đệ nhất thiên hạ, tôi nào dám có chủ ý gì với hắn chứ. Hơn nữa có cô đứng đằng sau hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Liêu Tuấn Hoa cười khổ, hắn hiện tại mới biết cô gái ở trước mặt này lợi hại vô cùng, không gì có thể qua được mắt cô ấy. Sao với khi đối diện với lãnh đạo cao tầng của quốc nội cũng không chật vật như thế này anh có thể mang nghiêm nghiêm nghi về nước. Còn chuyện vương siêu về nước đàm phán thì phải căn cứ vào ý tứ của anh ấy. Nói thực, ở quốc nội, tôi chẳng tin được mấy ai. Đường từ trần nhắm mắt lại, nói tiếp. Anh trước tiên đừng có nói nhiều, đợi vương siêu về đã. Liêu Tuấn Hòa cũng ngậm miệng lại, chỉ uống trà xì si sụp. Một lát sau, bên ngoài chuyển tới tiếng bước chân, chính là vương siêu bước vào. Tuấn Hoa, lần này thật sự xin lỗi cậu nhé, Cậu muốn tôi và Nghiêm Nghiêm Nghi tạm thời vứt bỏ ân oán, tôi đã đáp ứng cậu rồi, nhưng mà cô ấy lại không đồng ý, một lòng muốn giết tôi. Vạn Bất Đắc Dĩ, tôi chỉ đánh động thủ thôi. Vương Siêu vừa bước vào đã thấy Liêu Tuấn Hoa, hắn tùy ý ngồi xuống cạnh Đường Tử Trần, nhìn Liêu Tuấn Hoa ở đối diện, muốn thuật lại chuyện đã phát sinh ở tổng hội hồng môn ngày hôm đó. Chuyện ngày hôm đó tôi đều biết rồi. Con người của Nghiêm Nghiêm Nghi, tâm cao như trời, một lòng muốn tranh phong cùng anh tôi ừ, nếu như ở vị trí của anh cũng là tên đã lên dây không thể không bắn liêu tuấn hoa lắc đầu trạng thái nói chuyện với vương siêu lại tự biến đổi tự hồ như rất ung dung tự nhiên khác hẳn với cảm giác như đeo trì trên lưng khi nói chuyện với đường tử trần hắn cũng không biết là vì sao lại như vậy